anh xem ở đây nhá. Thì bây giờ anh này bảo là nhà của nó thì đây. Bản vẽ ở đây thì đúng đúng là tên của nó đây. Thì cái này tôi cái nhá. Rồi chào anh nhá. Bé Hương này không đi học mà lại lên đây à? Có ở dưới đó. À. Ai đuổi? Lúc nào này à? Thằng nào nó lại chạy ra đấy? Mở nhà đi rồi. Bây giờ một mình đây. Chị này là ở đâu? Ở đâu về? À, 4 tuổi à? Thế bây giờ hai chị em đây à? Bây giờ thế này cũng Hương là bỏ học lo lắm nữa. Thầy bây giờ tìm Hương lại đi học tiếp ấy. Sao đi học răng dở răng mà đi về đây vẫn tìm đồ đi bán chứ. Thế này nhá, bây giờ thầy sẽ đưa em đi học nhá. Em sẽ theo thầy đi học. Bây giờ kiểu cuối kỳ ấy, bây giờ phải thi ấy, bây không nghỉ học thế này là không được lên lớp đâu. Mà đi suốt ngày đi vào rừng đi tìm đồ bán khi nào mới được đồ, nhưng không biết chứ đâu, không được đâu, phải đi học nhá. Bây giờ là với chị này ở đây à? Không là sắp xếp đồ là đi. Bởi vì bây giờ đi học là các kiểu chi phí nhà trường nó lo hết rồi. Vì đi ở trong này một sông một xa đấy, không phải suy nghĩ cái gì cả, đi nhà trường lo hết xong rồi. Về lúc nào thứ bảy chủ nhật là em muốn về là về. Đấy, muốn về lấy chị thì về thôi. Bây giờ là em xem lấy quần áo đi theo thầy là đi học nhá. Con chị cho em đi học nhá. Vâng, nhà trường lo hết thì để em đi học tiếp. Bây giờ thỉnh thoảng là thứ bảy chủ nhật là muốn về thì về thôi. Có mấy bộ quần áo ấy đâu. Mà cái này bây giờ trẻ con là đi học ở nhà trường nó nhiều cái độ hưởng nhiều lắm. Quần áo thì để kết thúc mà không mang về không có quần áo mặc. Đến làm thầy vất vả quá đấy. Thứ bảy chủ nhật thì nó có muốn về thì về, không về thì ở dưới nhà trường cũng lo hết mà. Thì bảo muốn về thăm chị thì cứ về thôi. Khoảng thứ bảy chủ nhật nó là thời gian cho nghỉ thì cũng về. Thế ở đây đây là chăm sóc lều cho các cháu nhá. Đây anh về nhá. Thế này có đồ bỏ phòng nhá. Đây, mẹ của anh cho bọn em ở đây à? Vâng, mẹ của anh cho. Thế là mẹ của anh cho thôi, còn anh không cho đâu. Anh mai mấy nữa anh lấy vợ anh làm vườn trồng cây xung quanh này. Anh chưa không làm cho ở đâu. Anh cho em xin ở mấy tháng nữa. Không. Anh chuẩn bị vợ con về ở đây đến nơi rồi, anh không cho. Đây là đồ của mày đấy à? Đồ đấy đây. Của em gái em từ trước anh không được cho mày. Này mày mang đi đi. Tao không cho ở đây là nhà của tao. Không đi đâu cả. Mày cút ra khỏi đất nhà tao, nhà tao. Đây là cái gì? Bát đũa của mày đấy à? Đây là của mày đúng không? Bát đũa đùi của em gái. Đây là nhà của tao. Đây, mang hết đồ đi đi. Đây, đồ của mày đây. Em không đi đâu cả. Tao không cho đi. Cái này có đi không? Em không đi. Biết tao cầm cái gì đâu. Cái này có đi không? Đây là nhà của tao, mày đi không? Đi làm đi.
mày điên nhá. Em mở cửa, em không đi. Tao không cho mày đi, mày biết tao cầm cái bia mày vào tao chém mày. Mày đi luôn. Mày biến. Em không đi đâu cả. Mày đi đâu? Mày biến đi đi. Mà hết đồ mày biến hết đi. Đây nhà tao, mày đến mày ở như nhà mày ấy nhở. Đây đất tao. Nhưng mà rồi thính bảo là hai anh em đấy không nhà cửa gì cả, thế là chuyển đến đấy. Hôm nọ lên cũng gặp cả đứa này nữa, rồi về đứa Hương đi học, đứa Hương đi học. Xong là bảo là đứa này là ở đấy, là xem cái liệu đấy. Thế nó được hỏi ra là đất đấy đất của ai không? Thì cũng không rõ đấy là của ai, thì cũng nghe nghe là đất vườn của nhà bà Sảy sao ấy. Thế tuổi tao thôi. Tuổi em hôm qua. Hôm qua? Thế được xong rồi em bảo. Em thì em cũng không có chỗ đi thì em lên rừng để ở tạm thôi, bây giờ em chưa biết là thế là nó về một phát là nó không chở luôn. Vâng. Nó về ai ấy? Hôm đấy thì có một mình anh đấy thôi, anh ấy cầm cả dao, anh đòi phá nhà, anh đuổi em ra khỏi nhà, em lên rừng để ở tạm. Thế đồng chí hôm trước hôm đi xem nào? Thì hôm nọ cũng đưa đứa Hương đi học đấy, bảo con mẹ em, bây giờ đứa này về bảo là đuổi đi, bây giờ xem đồng chí nào, xem đây không giải quyết không? Thế thì nếu mà lên thì anh em cùng lên cùng xem là thế nào. Ừ. Em không nhà cửa bố mẹ thì em cũng không có nhà cửa, thì đợt trước là em có gặp được Hương ở dưới đường thì hai chị em đều không có nơi cửa. Gặp lâu rồi, gặp nhau lâu rồi. Em cũng gặp được tầm tháng hơn tháng rồi. Tháng. Thế đồng chí xem có thích là phải đổ không? Thế tôi với đồng chí cũng lên xem. Xem lên xem hỏi thế nào. Thế xong em đi lên xem là để bọn anh xử lý. Thank you.
pin. No, I think that's why I can see this we bought now. Give me a minute. Tít ở trong này thôi. Đây thấy đứa này nó xuống trình báo bảo anh đến cướp nhà ở đập hết các vỡ cái này và đuổi nó không cho nó ở đây. À, các đồng chí này cũng biết câu chuyện rồi nên đây nói chuyện đàng hoàng. Đây là đất của tôi mà. Cái đứa này bảo là gây dựng cái nhà này xong là bây giờ anh lại về đuổi nó đi à? Không, bây giờ đất của tôi mới đi làm về bây giờ. Trước kia là mẹ của tôi cũng bảo là cho đứa nào nó ở ấy, bây giờ tôi định vợ con tôi mua chưa ở, tôi ở đây thôi. Thế mẹ đâu? Mẹ tôi đi lên nương kiếm đồ, kiếm thức ăn rồi. Thế đây là anh có việc đỏ gì không? À, đất tôi có việc đỏ mà. Anh chắc chắn là đây là đất của anh chưa? Chắc chắn là đất của tôi đây, việc đỏ của tôi đây. Đâu anh lấy sổ bị đỏ ra đây, bị đỏ của tôi đây, đây các anh xem tôi đấy. Đứa này nó bảo là đất của nó, nhà của nó định đến đây, nó còn định dọa tôi, hỏi tôi nữa. Xem cái tờ bản gốc này có đây, mày vào đây mà xem này, chứ mày còn cãi với tao. Đất anh, nhưng mà anh đóng hết đồ của em rồi, em làm lại. Không biết. Để cho các đồng chí suối đây à? Thế đất là từ theo cái đường này lên đúng không? Ở dưới này cắt từ khe suối, kia cắt hết từ chỗ trồng vườn keo này là từ đấy lên trên kia là của tôi, còn bên kia tôi không biết, nơi khác tôi không biết. Trên tên thì... Đây. Còn nhựa. Đây cứ đồng chí cho đứa này nó xem là xem có đúng không? Em cầu xem. Anh có biết chữ đâu. Rồi đây. Em xem là đây là rừng sản xuất đất ở đây. Đây em xem ở đây nhá. Thì bây giờ anh này bảo là nhà của nó thì đây. Bản vẽ ở đây thì đứng ở tên của nó đây. Thì cái này thì bọn anh thì có sổ đỏ thì là anh cũng không biết để hỗ trợ em kiểu gì nữa. Thì bây giờ nó về thì đất của nó thì nó ở thì cũng đúng thôi. Tại vì chắc ngày trước mẹ nó ở nhà thì mẹ nó cũng không biết. Thế thì trước anh đi làm à hay là đi đâu? Trước nó đi xuất khẩu lao động mới về mà. À, thế là bây giờ về lấy đất này xây dựng nhà cửa à hay là như thế nào? Đây mở to mắt lên mà xem nhá. Cướp đất của tôi mà ở đây có chính quyền địa phương đến thì đây cho xem rồi đây. Rồi thì bây giờ đây là đất của anh này thì bây giờ anh đến bọn anh cũng chỉ chờ không phải đất nhà anh đấy thì bọn anh cũng đến để mà xem đó là trách nhiệm của người cán bộ thôi. Yeah. Thì bây giờ anh thì anh về xây dựng nhà rồi thì bây giờ em mà có đất ở thì như chỗ nào? Bây giờ anh lấy đất thì còn đồ đạc của em trước anh đập vỡ hết bát đũa của em thì sinh hoạt anh lấy cái gì để sinh hoạt? Về đồ không chở, thế lại đập bắt đũa làm gì? À không, đứa này hôm đấy nó định cướp đây, nó còn định dọa thôi. Nó cứ đòi ở đây, tôi không biết làm thế nào, tôi một mình. Anh chỉ lấy đất thôi, anh đập vỡ cái đồ của em, bây giờ em lấy gì để mà em sinh sống hàng ngày? Thế thì em ơi, mấy đứa cán bộ đi xuống kia, đi xem mua một hai cái gì về
bắt đuổi thì không sao anh gặp vỡ, bây giờ anh bắt cán bộ đền, bây giờ đấy là không phải đấy là nhờ cán bộ đâu. Bây giờ bắt tôi đền tôi có gì mà đền, đây tôi có mỗi xác này, còn lấy xác của tôi thì lấy được tôi có. Anh đi xuất khẩu lao động về, bây giờ anh bảo không có gì để đền mà em ở nhà em không có gì để làm, bây giờ anh gửi em. Được rồi, cái này không cái, cái này cán bộ của anh thì có trách nhiệm. Là bây giờ là thôi, đừng anh này thì ở đất nhà anh ấy, thì bây giờ đồng chí xem có chỗ nào có đất ở. Thế còn về bắt đúa thì nếu mà đồng chí này nó không đền được ấy, thì mình đồng chí ạ, mình có nhà văn hóa, mình có mấy cái nên nếu mà có thì mình có thể đưa cho cái gì được. Được rồi. Thế bây giờ về đất đai. Xem đất đai thì còn có cái gì ở đây không? Chắc là không có không nọ tôi. Đất đai nếu mà không có chỗ ở thì xem mình xem mình có một miếng. Thế còn cái gì ở đây không em? Em không hành trình có đồ thì anh đánh hết rồi. Ừ, thế được rồi. Thế cứ đi sang bên kia anh tí anh xem cái chỗ kia để cho em vào cái nhà. Dạ. Nhá. Rồi đi đồng chí nhỉ. Thôi chào anh nhá. Rồi, cảm ơn anh hợp tác nhá. Đi trước đi, tí nữa ra kia anh sẽ đi. Hết vào đường rồi. Rất là từ đây từ đây đi qua lên mình xin qua với chỗ mấy chỗ cây như kia là hết rồi đấy, chỉ có như đầu tiên đi lấy đất người ta ở đây là quanh chỗ này thôi, quanh xung quanh đây thôi. Rồi đây này cứ làm xung quanh này nhé. Đây cũng có một hộ dân đây này, đây đây cũng một bà ở vùng đồi đây, con trai là bỏ đi hết rồi. Rồi nhá, thì em cứ xem đồ đạc của em ở đâu thì bọn anh cũng chuyển cho em đến đây thôi. Anh về còn ít việc ở dưới văn hóa nữa, bọn anh về làm nốt. Nếu anh chỉ hoàn thiện cái chỗ mà tìm em để cho em một chỗ ở thôi, còn lại anh về nhé.